Đây là cái thư khen của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, được gặp Chủ tịch nước ở trên phủ Chủ tịch kỷ niệm 50 gương tử tế tiêu biểu toàn quốc năm 22. Còn đây là cái bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với tôi và gia đình. Tôi nghĩ rằng máu cứu người đây là rất quan trọng. Bao năm qua, những người dân ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã quá quen với hình ảnh ông lão tóc bạc chậm rãi cầm tờ rơi đi khắp khu phố. Tôi đang cầm tờ rơi để đi vận động thêm mấy cháu chủ nhật tới đi hiến máu tình nguyện. Tôi đã bắt đầu tổ chức tuyên truyền vận động chính thức đi vào chiều sâu, đến hôm nay là tròn 24 năm. Xin chào, thế đến chủ nhật này có đợt hiến máu. Thế nên bác La nói cháu là cố gắng để tới này đi tham gia cùng với các bạn. Vận động khó khăn khó nhất là đến vận động dân người ta không hiểu, cho nên cho rằng máu là xương là thịt, không thể cho đi được. Có những người người ta đến tôi nói thẳng, ông thích ông cho vợ con ông đi. Tôi thấy là người ta càng phản ứng, mình phải tìm cách. Cán bộ nào phong trào ấy thì đúng là mình phải làm trước. Thực ra thế này này, đi thăm những người ốm á, thấy người ta cũng khổ quá mà mình không có điều kiện để giúp. Thế nên là thôi, lúc mà anh vận động là đồng ý ngay. Bản thân tôi thì tôi luôn tranh thủ thời gian rảnh trong cái quá trình học tập công tác để tham gia hiến máu. Đến bây giờ tôi hiến là lần thứ 92. Tất cả con cháu các thành viên trong nhà này, ai có điều kiện đều hiến máu hết. Sau 24 năm, ba thế hệ nhà ông Lê Đình Duật đã vận động được 1.256 người đi hiến máu, khoảng 404 lít máu, cứu chữa được khoảng 3.400 bệnh nhân. Cách vận động bây giờ không phải đến từ nhà, mà bây giờ tôi lan truyền cái giấy chứng nhận hiến máu để ép là tích cho người ta. Nhưng mà mỗi cháu phải có 1-2 tấm ảnh. Cái ảnh đấy để người ta làm kỷ niệm, nhưng thực ra để tuyên truyền cho bạn bè. Lần sau đi là kéo thêm 1-2 bạn. Cứ như thế là lan truyền, bây giờ về thành thử ra được cái nó cũng thuận lợi. Theo chương trình là coi như cứ 7 giờ mình có mặt ở nhà, ăn sáng xong người ta sang điểm hiến máu. Tiền tổ chức ăn này, tiền tổ chức xe này, bồi dưỡng các cháu này, không ăn trưa nữa là phải chi các cháu mỗi bữa một cháu là 200, không kể cái tiền của nhà nước. Nhiều thì không có, mà ít quá thì cũng không nên. Thế nên là thôi, của nhà có bao nhiêu thì cứ thế để bồi dưỡng thêm các cháu, động viên các cháu thôi, lần này lần khác các cháu nó đến. Nói chung là mình có vận động rất là chục hơn chục. Đấy. Đấy. Công tác hiến máu bác Duật thì từ xưa đến nay rồi, gia đình bác đã có truyền thống là vận động, hiến được rất nhiều máu, cứu được rất nhiều người. Đấy là một tấm gương mà mình thấy là cũng nên học tập. Quý nhất của cả gia đình đây là đồng lòng, đồng thuận và cùng đồng hành. Xã hội đang cần mà mình đã làm cái này rồi, gắn bó với này, coi như đây là một cái lẽ sống của mình rồi.